Ok, hài lòng rồi đấy, đúng không? Chào các bác và anh em nhé. Trong ngày đầu xuân năm mới này thì em là kỹ sư Xuân Trường lại tiếp tục lên đường xuống dưới nhà bác Thái để lắp đặt cho bác cái bộ dàn loa G1000 Kplus, và bác vừa mới đến cửa hàng thì anh em xem đang theo chân bác để có thể lắp đặt cho bác trực tiếp cái bộ dàn này luôn. Xin Trường chào các bác cái. Năm mới chúc các bác sức khỏe nhá. Các bác và anh em sẽ theo chân anh em cho em xem là cái chất âm đến từ bộ dàn loa G1000 Kplus ở trong không gian nhà bác Thái như thế nào nhá. Thì anh em chúng em đã set up xong cho gia đình nhà bác Thái bộ dàn loa G1000 Kplus đây. Em sẽ tháo trước cái càng này ra để các bác và anh em có thể theo dõi được cái led đẹp, rất là đẹp đến từ dòng loa G1000 Kplus. Em sẽ lên nhạc này. Chấn mic đến từ bộ dàn của To Thái này. Như bác là bác theo dõi nhà cháu lâu chưa? Tức là nhà mình là cũng theo dõi lâu rồi ấy. Lâu lắm rồi.
Ngày trước là chú ngày trước chú mới lấy một bộ rồi nhà cháu rồi. Chú lấy bộ gì? 921 à? Giờ vẫn nghe ok ấy nhỉ? Nghe ok. Sáng nghe mà nó gọi điện. Vâng. Xèo rỗi mãi rồi. Nói rồi cũng tin tưởng rồi đúng không? Tin tưởng. Cứ thế là anh em về lắp cho thôi nhỉ? Thái là thấy bộ này là ok rồi cái gì? Ok, hài lòng rồi đấy đúng không? Hài lòng. Rồi. Đầu xuân năm mới có bộ này là tuyệt vời rồi. Mùa trước ấy. Để mùa trước Tết rồi, sao bác không trước Tết bác không lấy luôn? Còn trong quá trình mà dùng mà có vấn đề thì gọi trực tiếp cho bên cháu thì bên cháu sẽ hỗ trợ nhé.